Pep Guardiola tái hợp với Messi ở đội tuyển Argentina và cả hai sẽ cùng nhau phá đảo World Cup 2026. Tin được không? Đó sẽ là một kịch bản vô cùng điên rồ và cũng thật là khó khả thi. Nhưng đó cũng là mong muốn của cựu tiền đạo Sergio Aguero, bạn thân của siêu sao xuất sắc Lionel Messi, đồng thời là học trò cũ của chiến lược gia đại tài Pep Guardiola. Hai thiên tài của làng bóng đá, những đôi chân và bộ não vĩ đại nhất, từng có điểm giao nhau tại Barcelona, cũng là điểm khởi đầu cho hành trình vĩ đại của cả hai. Họ đã xa cách nhau 11 năm dòng kể từ ngày Pep rời Camp Nou. Và trong khoảng thời gian đó, có lẽ cả hai đã không ngừng nhung nhớ về nhau, đặc biệt là Pep. Ông từng có vài cơ hội tái hợp với các học trò cũ, nhưng rốt cuộc không thành. Tuy nhiên giờ đây, Pep có thể sẽ được trao một cơ hội mới trong những năm cuối cùng trong sự nghiệp của Messi. Có gì tuyệt vời hơn khi chứng kiến trò cưng của mình bước ra ánh sáng, trưởng thành dưới tay của mình và giờ có thể nhìn anh ta khép lại một sự nghiệp vẻ vang, lưu danh sử sách cùng trong đội bóng của mình. Dĩ nhiên, Messi sẽ không chuyển tới Man City sau khi đã đầu quân cho Inter Miami tại Mỹ rồi. Nhưng Pep có thể chuyển sang dẫn dắt đội tuyển Argentina tại World Cup 2026 sau khi hết thời hạn giao kèo với Man City để tái hợp Messi. Cùng với nhau, cả hai có thể phá đảo kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp của huấn luyện viên xuất sắc nhất mọi thời đại, nhưng đồng thời là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của cầu thủ vĩ đại nhất. Tại sao lại không? Hãy cùng Yêu Bóng Đá 5 Go đi tìm hiểu kịch bản điên rồ đó trong video sau. Nhưng trước đó, hãy để lại một like, một subscribe và nhấn vào nút chuông thông báo nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những nội dung hấp dẫn từ kênh. Ngoài ra, xin giới thiệu với các bạn muốn xem trực tiếp tất cả các giải đấu bóng đá tốc độ nhanh, Full HD và hoàn toàn miễn phí thì hãy truy cập ngay 5go.com cực kỳ xịn sò. Nơi đây sẽ cho bạn nhìn thấy từng đường bóng nét căng và sống trọn cảm xúc với bộ môn túc cầu giáo. Còn bây giờ, nội dung chính xin được phép bắt đầu. Pep Guardiola nổi tiếng là một huấn luyện viên hàng đầu thế giới. Những phương pháp huấn luyện của ông phát huy hiệu quả cao với bằng chứng là rất nhiều danh hiệu trong quãng thời gian ở Barcelona, Bayern Munich và mới nhất là Man City. Cú ăn ba kỳ vĩ mà gã khổng lồ màu xanh của thành phố Manchester vừa gặt hái do một tay Pep Guardiola đạo diễn và dàn dựng. Trong khi đó, Lionel Messi là một cầu thủ thiên tài, một cầu thủ kiệt xuất, một cầu thủ vĩ đại. Anh thành công ở Barcelona, đội tuyển Argentina rồi đến Inter Miami. Mọi danh hiệu đều nằm gọn trong tủ trưng bày của Messi. Mọi đấu trường đều bị anh công phá, kể cả đó là đấu trường World Cup giành giá nhất. Và cũng giống Pep Guardiola, Messi là một tay đạo diễn, viết lên những trang thành công rực rỡ của sự nghiệp, của đời mình. Hai con người vĩ đại đều được xưng tụng là GOAT ở vị trí của mình ngay sau khi giải nghệ. Nhưng thực chất, riêng Messi đã được gần như hết thảy cả thế giới công nhận là GOAT. Đến chính FIFA cũng khẳng định điều này trong một bài post trên trang đại diện sau trận chung kết World Cup 2022 lịch sử tại Lusail. Còn với Pep Guardiola, dẫu vậy vẫn xảy ra nhiều tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận gã hói thiên tài mang quốc tịch Tây Ban Nha là một nhân vật kiệt xuất của làng huấn luyện, một nhân vật hiếm có từ trước tới nay. Chẳng thế mà chỉ mỗi hắn ta trong lịch sử giành cú ăn ba kỳ vĩ không những một mà hai lần. Xin nhấn mạnh, Pep Guardiola là thành viên duy nhất từ trước đến nay mang về hai cú ăn ba cho hai câu lạc bộ khác nhau, một thành tích chưa từng có tiền lệ. Cả những nhà cầm quân lỗi lạc như Sir Alex Ferguson, Carlo Ancelotti hay những thiên tài như Zinedine Zidane, Hansi Flick cũng chưa thể. Duy chỉ có mỗi Pep dám nghĩ và dám làm. Nói Pep Guardiola xứng đáng nhận về danh hiệu huấn luyện viên vĩ đại nhất thế giới quả là không sai. Không chỉ vì huấn luyện viên này giành hai cú ăn ba hay giành mọi danh hiệu ở bóng đá cấp độ câu lạc bộ, 17 danh hiệu lớn và còn tiếp tục tăng mà bởi vì cách mà ông đã thay đổi bóng đá. Điều khiến Pep trở nên đặc biệt và việc ông không ngừng tìm kiếm sự hoàn hảo, mặc dù điều đó đôi khi không cần thiết. Cho dù các đội bóng của ông thừa sức giành chiến thắng, nhưng ông vẫn luôn thúc đẩy các cầu thủ của mình đạt đến cực hạn. Huấn luyện viên Mikel Arteta, người coi Pep như sư phụ, đã nhận xét rằng những gì trong đầu chiến lược gia 52 tuổi này đi trước phần còn lại của nhiều năm ánh sáng. Còn cựu tiền đạo Thierry Henry thì nói rằng Pep là một thiên tài trăm năm có một. Nhưng cũng bởi sự ám ảnh chủ nghĩa hoàn hảo, người ta tin rằng Pep sẽ không an phận tại Man City, dù đã, đang và sẽ gặt hái thêm nhiều thành công. Thay vào đó, nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ sớm đi tìm thử thách mới, tạo ra những đội bóng, những cầu thủ bất khả chiến bại tiếp theo. Nhưng vinh quang ở cấp độ câu lạc bộ đã quá đủ đầy. Phải chăng Pep Guardiola nên đi tìm những thành công tiếp theo ở cấp độ đội tuyển quốc gia? Điều này càng thêm phần có lý khi mới đây, truyền thông Anh loan tin Liên đoàn bóng đá Anh đang lên kế hoạch chiêu mộ huấn luyện viên Pep Guardiola thay cho người đương nhiệm Gareth Southgate sau kỳ Euro 2024. Theo Daily Mail, FA được cho là đã lên danh sách các ứng cử viên kế nhiệm, trong đó lựa chọn hoàn hảo không ai khác ngoài chiến lược gia đại tài sẽ hết hạn hợp đồng với Man City vào năm 2025. Nguyên do là tuyển Anh đã có một tương lai đầy hứa hẹn. Với một thế hệ cầu thủ trẻ tiềm năng, họ sẽ tiếp cận Euro 2024 với tư cách là một trong những ứng cử viên vô địch hàng đầu. Nhưng mục tiêu cao hơn mà FA muốn hướng đến nằm ở phía sau giải đấu tại Đức, thời điểm chắc chắn sẽ có một đợt thay máu lớn. Với thế hệ mới đầy hứa hẹn đó, đội tuyển Anh rất cần một chuyên gia giỏi về hoạch định và xây dựng đội bóng. Dễ hiểu khi FA nhắm đến huấn luyện viên Pep Guardiola, người không những giúp một man xanh thống trị nước Anh và châu Âu mà còn giúp ban lãnh đạo đội bóng xây dựng một hệ thống có tính liên kết cao, tạo ra những lớp trẻ kế cận vô cùng tài giỏi. Chắc chắn, Pep Guardiola sẽ là một lựa chọn over hợp dành cho Tam Sư,
Nhưng vấn đề giờ đây xuất hiện khi có vẻ như FA sẽ có đối thủ cạnh tranh là AFA, Hiệp hội bóng đá Argentina. Nói đúng hơn, thông tin Pep Guardiola có thể tái hợp Messi ở đội tuyển Argentina xuất phát từ mong muốn cá nhân của cựu tiền đạo Sergio Aguero. Nhưng đó không hoàn toàn là một mong muốn bất hợp lý. Dĩ nhiên, là một người Argentina, tôi sẽ cảm thấy rất tốt nếu Pep Guardiola dẫn dắt đội tuyển quốc gia của mình. Tôi nghĩ là điều này sẽ làm tất cả mọi người cảm thấy hạnh phúc. Nhưng chúng ta phải chờ xem nơi mà ông ấy muốn đến, thử thách mà ông ấy muốn đón nhận. Điều mà một huấn luyện viên luôn mong muốn là dẫn dắt một đội tuyển quốc gia và đem đến thành công, phải không? Argentina, Tây Ban Nha hoặc lựa chọn Brazil, Đức, Italia và Anh, đây đều là những đội bóng giàu truyền thống lịch sử. Aguero nói về hy vọng ông thầy cũ có thể chấp nhận thử thách dẫn dắt đội tuyển quê hương mình. Đồng ý rằng huấn luyện viên Scaloni vẫn đang làm rất tốt công việc của mình tại đội tuyển Argentina. Nhưng vị huấn luyện viên này chắc chắn không thể so với Pep về mặt tài năng chiến thuật. Đơn giản, Scaloni thiên về một nhà quản lý giỏi, sử dụng một thuật đắc nhân tâm và biết tạo ra một đội bóng xoay quanh Messi. Không ngoa khi nói thành công của đội tuyển Argentina ở World Cup vừa qua do một tay El Pulga mang về. Anh luôn xuất hiện và cứu rỗi đội bóng đúng bằng những bàn thắng hay những pha kiến tạo chỉ mình anh nhìn ra. Messi làm được như thế nhờ Scaloni đã tạo mọi điều kiện, đặt cựu sao Barcelona vào một hệ thống mà chính anh làm hạt nhân. Nhưng Messi ở độ tuổi 35 và Messi ở độ tuổi 39 sẽ rất khác. 3 năm sau trên đất Mỹ, người ta sẽ thấy Messi ở tuổi xưa nay hiếm của đời cầu thủ nếu anh tiếp tục tham dự World Cup 2026 như mong muốn của các quan chức bóng đá Argentina. Khi đó, Messi chắc chắn cần một hệ thống mạnh mẽ hơn để hỗ trợ mình, cần những ngôi sao có thể thay mình tỏa sáng để tấm lưng già của anh không bị quá tải. Chắc chắn, Messi cần một hệ thống chiến thuật tối ưu, có thể phá cách nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Và còn gì thích hợp hơn khi hệ thống chiến thuật đó đến từ một bậc thầy chiến thuật như Pep Guardiola? Pep có lẽ đã quá hiểu Messi. Nên nhớ, ai là người nâng tầm sự nghiệp của El Bunga một bước thành sao sáng? Ai là người kéo Leo từ cánh vào trung lộ và unlock phiên bản của máy săn bàn đáng sợ người Argentina? Chắc chắn, Pep Guardiola sẽ lại một lần nữa tìm ra chiến thuật tối ưu cho Messi nếu họ có thể tái hợp. Bên cạnh đó, việc Pep dẫn dắt đội tuyển Argentina cũng mở ra tương lai cho đội bóng này. Một tương lai khi Messi đã lui về hậu trường và trọng trách sẽ đặt lên vai chuyền nhân Julian Alvarez, cầu thủ trẻ sáng giá nhất hiện nay của bóng đá xứ sở Tango. Ai cũng thấy nhẹ nhỏ mùa này bứt phá dưới tay của Pep khủng khiếp như thế nào, dần trở thành trụ cột không thể thay thế của nhà đương kim vô địch châu Âu. Nếu cả hai có thể tiếp tục làm việc trong tương lai, không chỉ ở cấp độ câu lạc bộ mà cả ở cấp độ đội tuyển, chắc chắn khả năng của Alvarez sẽ còn phát dương quang lại hơn nữa. Nói một cách dễ hiểu, Argentina cần Pep để rèn giũa mầm non đất nước Alvarez bên cạnh tối ưu hóa Messi phiên bản lão thành. Và cũng đừng quên Argentina đang có một thế hệ kế cận cũng không kém phần tài năng. Không chỉ có mỗi Julian Alvarez mà còn có cả Alexis Mac-Allister, Andrew Fernandez, Alexandro Garnacho, Thiago Almada, Lisandro Martinez. Một công, đôi chuyện. Viễn cảnh Pep dẫn dắt đội tuyển Argentina rõ ràng rất hứa hẹn. Tuy vậy, Aguero cho rằng việc các trận đấu ở đội tuyển diễn ra rời rạc có thể khiến ông thầy cũ gặp nhiều khó khăn hơn. Bạn biết rằng có rất ít chỗ cho sai lầm vì có rất ít trận đấu. Với lối chơi của Pep, ở một đội tuyển quốc gia, ông ấy sẽ không có nhiều thời gian cho các buổi tập. Việc dạy dỗ các cầu thủ và gắn kết mọi thứ là điều mà Pep luôn muốn làm với một đội bóng. Nhưng với một đội tuyển quốc gia thì rất khó có thể làm được. Các đội tuyển quốc gia có một vài tuần hội quân, các cầu thủ mệt mỏi di chuyển đến nơi và tôi cho rằng với những trở ngại này thì Pep cuối cùng sẽ nói không với các đội tuyển. Dẫu thế, chuyện tương lai vốn không thể đoán định. Nếu Pep Guardiola có khả năng dẫn dắt Tam Sư thì cũng có khả năng dẫn dắt Albi Celeste chứ. Huống hồ, kịch bản hai coach cùng làm bóng đá, cùng kết hợp rất đẹp, rất vừa ý. Nếu Pep muốn thử thách ở cấp độ đội tuyển sau khi kết thúc hợp đồng với Man City, cớ sao ông lại không muốn tái hợp với cậu học trò cưng năm nào?